bẫy đa cấp bùa vây. Sinh viên cần tỉnh táo để không tiền mất. Tật mang. Em làm video này sau nhiều ngày hoang mang tin các con em bị tẩy não. Dành chọn thời gian học tập là tốt. Vừa học vừa làm thêm cũng mang lại nhiều trải nghiệm thú vị. Tuy nhiên, nếu không làm thêm, sinh viên cần xác định học tập thật nghiêm túc. Còn nếu đi làm thêm, cần chọn công việc phù hợp và hỗ trợ cho ngành nghề sau này. Đặc biệt, sinh viên phải cẩn trọng và tránh xa các hình thức đa cấp bất chính đang hoành hành và bùa vây sinh viên nhất là các bạn năm nhất ở các trường đại học tại Hà Nội, không những là có cả thành phố Hồ Chí Minh. Mấy ngày hôm nay không giấu gì mọi người, em có hai đứa con, một đứa năm hai, một đứa năm nhất, học đại học mỹ thuật tại Sài Gòn. Em mất ăn mất ngủ vì hai con dính bảy đa cấp trái hình. Bài viết dưới đây sẽ giúp sinh viên nhận diện các loại đa cấp đều, đa cấp lừa để tránh tiền mất, tật mang và tìm kiếm những công việc làm thêm chính đáng khi bước vào cuộc sống tự lập xa nhà. Đa cấp bất chính bùa vây sinh viên, như thường lệ cứ vào mùa tự trường, khi các tân sinh viên còn chân ướt chân giáo chưa quen với cuộc sống mới, các hoạt động lừa đảo đa cấp lại gia tăng mạnh mẽ với những lời quảng cáo, việc nhẹ lương cao, thời gian linh hoạt, dù càng nhiều bạn bè tham gia, đồng hoa hồng càng khủng. Bên cạnh chiêu trò dụ dỗ sinh viên tham gia bán hàng đa cấp với các sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng hoặc rủ dê người thân quen cùng tham gia buôn bán để tăng lợi nhuận, hiện nay, đa cấp còn biến tướng dưới nhiều hình thức mở các lớp học kỹ năng, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp nhằm trở thành doanh nhân thành đạt. Tuyển dụng nhân viên rồi yêu cầu đặt cọc để giữ chỗ việc làm. Tuyển người đánh giá sản phẩm, mua đi bán lại hàng hóa qua các ứng dụng điện thoại để nhận hoa hồng. Đầu tư tài chính, tiền ảo theo mô hình đa cấp, mua bán chứng khoán quốc tế, tiền kỹ thuật số, giao dịch quyền lựa chọn nhị phân. Nhiều sinh viên đã sập bẫy vì những lời dụ dỗ việc nhẹ lương cao, dù càng đông hoa hồng càng khủng lợi nhuận 10 đến 80% ngày. Thậm chí, để tăng uy tín cho việc dụ dỗ, thuyết phục sinh viên tham gia bán hàng đa cấp và các khóa học. Các đối tượng còn lấy hình ảnh, tên tuổi của sinh viên khóa trước hoặc các thầy, cô giáo trong nhà trường để cắt ghép, giao giảng và cho rằng hệ thống bán hàng này có sự tham gia của sinh viên khóa trước và các thầy cô nên các bạn sinh viên cứ yên tâm tham gia. Trình khóa học và hoạt động, công việc được tuyên truyền trên mạng xã hội hoặc thông qua các nguồn tin không rõ nguồn gốc khác. Nếu có bất kỳ hình thức nào của đa cấp, sinh viên nên tránh xa. Tìm hiểu kỹ lưỡng về công ty, vị trí việc làm, công việc cụ thể. Tránh đặt tiền vào những cơ hội đầu tư không rõ ràng hoặc không có giấy tờ chứng minh. Không có bữa ăn nào miễn phí. Vì vậy không nên tin tưởng vào các lời giới thiệu với lời hứa thu nhập cao mà không cần bỏ ra quá nhiều công sức, thời gian hoặc tiền bạc. Tập trung vào việc học tập và phát triển bản thân là cách mà các bạn sinh viên ơi cần nhớ rõ với hình thức đa cấp tiền ảo, các đối tượng liên tục gửi những hình ảnh lợi nhuận khủng từ 10 đến 80% ngày. Link đăng ký hội nhóm có đến hàng nghìn thành viên tham gia cam kết có chuyên gia hỗ trợ từng phút để sinh viên tin tưởng, thấy hời mà lao vào đầu tư. Tiền mất nợ mang, tình cảm cũng rời xa nốt. Chiêu bài của những cá nhân tổ chức khi dụ gà là cho phép sinh viên dùng miễn phí sản phẩm, hỗ trợ kinh phí để làm quen với sàn giao dịch, tặng quà, tặng khóa học. Sau một thời gian các đối tượng yêu cầu người tham gia phải đặt tiền cọc, liên tục đổ tiền vào để mua hàng, làm nhiệm vụ, góp vốn đầu tư, mua cổ phiếu, tiền ảo. Ban đầu, sinh viên vẫn có lợi nhuận đầu tư, nhận được hoa hồng sản phẩm và có thể rút tiền về ngân hàng. Nhưng sau một thời gian, khi sinh viên bắt đầu rủ người thân, bạn bè tham gia và đổ nhiều tiền vào mua hàng, đầu tư thì các sàn giao dịch báo lỗi và không thể rút được tiền. Các leader chuyên gia và công ty đa cấp trái hình lập tức bốc hơi. Hết sức cẩn trọng với các hoạt động đầu tư tiền, kinh doanh tiền ảo, dịch vụ, bất động sản, dịch vụ giáo dục, thương mại điện tử lợi dụng mô hình đa cấp rầm rộ trên các mạng xã hội hiện nay, vì nguy cơ vướng vào đa cấp bất chính đối với các mô hình này rất cao. Nâng cao cảnh giác trước các tin nhắn, cuộc gọi, kêu gọi đầu tư, mời chào kinh doanh các buổi hội thảo đa cấp, dụ dỗ bằng ngôn từ như học đại học mất 5 năm Gia trưởng xin việc khó nên các em đầu tư vào công ty để nhận chức vụ cao. Các bạn ơi tôi nhấn mạnh né tránh khúc này ngay và luôn nhé. Né tránh tình trạng như hoàn cảnh mẹ con em vừa rồi. Mất ăn mất ngủ lại không làm xong việc gì ngoài lo lắng, hoang mang. Thậm chí các con em hiện nay như bị tẩy luôn não. Có rất rất nhiều sinh viên bị trường hợp như thế này lắm luôn. Ai mới bắt đầu thì mất số tiền 140 triệu. Ai tham gia lâu hơn như hàng xóm nhà em thì mất 185 triệu. Có người tệ hơn là bán đất lúc mua một tỷ này bán trả nợ gấp cho con còn 360 triệu. Nghe đến đây ai có cùng cảnh ngộ như em thì chia sẻ video này cho nhiều người biết mà né nha. Em xin biết ơn cả nhà. Tại các trường đại học, khi có mong muốn tìm kiếm việc làm thêm, sinh viên kết nối với trung tâm việc làm và khởi nghiệp sinh viên để được hỗ trợ, giới thiệu việc phù hợp, đúng chuyên ngành học tập với các doanh nghiệp đã có các ký kết hợp tác với nhà trường hoặc các doanh nghiệp đã được kiểm chứng về độ tin cậy. Các vị trí công việc được mô tả cụ thể rõ ràng minh bạch về mức lương các chính sách đãi ngộ hỗ trợ và khen thưởng hiệu suất làm việc để sinh viên cân nhắc lựa chọn nhà trường cũng đa dạng hình thức để sinh viên có thể kết nối được với trung tâm bằng nhiều cách như để lại thông tin hoặc trực tiếp với trường cảm ơn bạn đã chia sẻ và xem hết video xin chào và hẹn gặp lại